Bản tin cập nhật mới nhất diễn biến chiến sự tại Ukraine và Nga ngày 27 tháng 2. Quân đội Nga dồn dập tấn công ở Ukraine từ mọi hướng. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đêm 26 dạng ngày ngày 27 tháng 2, giờ Hà Nội tất cả đơn vị quân đội của nước này ở Ukraine được lệnh phát triển mũi tiến công theo mọi hướng. Các vụ nổ sau đó được ghi nhận liên tiếp ở Kiev. Sau khi phía Ukraine bác bỏ tiến trình đàm phán, tất cả đơn vị quân đội Nga ở Ukraine đã nhận được lệnh phát triển mũi tiến công từ mọi hướng, phù hợp với kế hoạch mà chiến dịch đề ra phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov tối muộn 26 tháng 2, giờ Hà Nội, xác nhân, theo tác. Triển vọng đàm phán Nga và Ukraine được xác nhận đã sụp đổ từ ngày 26 tháng 2. Đại diện phủ Tổng thống Ukraine nói rằng Kiev từ chối đối thoại vì những điều kiện mà Nga đưa ra không thể chấp nhận được bởi đó là nỗ lực buộc chúng tôi đầu hàng. Sáng nay, ngày 27 tháng 2, phóng viên hiện trường của các hãng tin quốc tế ghi nhận tần suất các vụ nổ xảy ra dày đặc ở thủ đô Kiev. Phóng viên CNN cho biết, hai vụ nổ lớn thắp sáng bầu trời đêm ở Tây Nam Kiev và một vụ nổ cách trung tâm thành phố khoảng 19 km gần một sân bay lớn. Theo CNN, một kho dầu ở thị trấn Vasinkov cách Kiev khoảng 30 km về phía nam đã bị bốc cháy. Một quan chức ngoại giao Ukraine xác nhận khu vực trên bị Nga nhắm mục tiêu. Tại thành phố Kharkov, Ra Điền nói rằng một đường ống dẫn khí đốt dường như đã phát nổ lớn trong các cuộc giao tranh. Thông tin này vẫn chưa được các bên xác nhận. Trong nỗ lực trợ giúp Ukraine đối phó Nga, các nước phương Tây tiếp tục đưa vũ khí sang Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa tuyên bố Đức sẽ cung cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine, trong đó, gói hỗ trợ đầu tiên sẽ gồm 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa Vakvai Stinger. Hôm 26 tháng 2, Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo họ cũng đang chuyển tên lửa Stinger, súng trường và một số thiết bị khác để giúp lực lượng vũ trang Ukraine.